Coi xem còn trái nào không. Ồ, trên đây còn một trái mình chưa hái. Oh no. Ồ, mọi người ơi, trái này không ai dám ăn trộm. Pin, trái này tên là lựu lồi. Trái này cũng là lựu nhưng mà thật ra trái này còn tên nữa là lựu đạn. Lựu bạn, lựu bạn. Lựu đạn. Bây giờ anh cắt thử xem nha. Bây giờ sẽ đến lượt của dì nấm. Chà 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 chà.
Gì nấm mà bổ được thì hai đứa không có được ăn nha. Nhớ chưa? Bây giờ nào, bắt đầu. Thiên linh linh, địa linh linh, trời đất dung hòa, mau tập hợp lại đây để ta có thể chặt quả dưa hấu này. Úm bà là, úm bà là, úm bà là. Mọi người nhìn đây, nhìn tay, nhìn tay, nhìn tay. Nhìn tay, nhìn tay, nhìn tay, nhìn tay. Bây giờ dì nấm đã cắt được rồi, dì nấm sẽ không cho hai đứa. Bây giờ hai đứa còn muốn ăn không? Còn. Còn. Nói không được à? Tội nghiệp. Rồi, muốn ăn thì trời đâu có phụ. Bây giờ dì nấm sẽ có những cái phần thưởng nho nhỏ dành cho hai đứa. Đây chính là những lá thăm sẽ khiến các con được ăn những miếng dưa hấu ngon như thế này. Rồi, đây, mỗi đứa chọn lấy cái nhé. Rồi, rồi mở ra xem. Tội nghiệp. Rồi thôi. May mắn lần sau. Đã không được ăn rồi còn phải còn có bi nữa nào. Găng cái cùi. Mình phải làm theo đúng luật chơi thôi. Giờ bốc cùi thì ăn cùi chứ sao được. Đấy. Đây có cùi này bi đây. Rồi bỏ tay ra. Cái đấy mấy cái cùi, thôi tội nghiệp quá. Thằng sắc ướp bay cầm này nữa. Đây, cùi. Vẫn ăn. Thằng này không biết liêm sỉ là gì cả. Con thằng này càng không biết liêm sỉ là gì luôn. Sắc sống. Răng thì không có. Đâu cho mọi người coi. Cắn không được. Rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Giờ thì còn hai lá thăm, chắc chắn trong hai lá thăm này sẽ được ăn. Chẳng lẽ quay clip mà lại không được ăn, lỡ ăn trộm rồi đúng không? Thì nấm đang bực lắm. Đây, thì nấm xốc lên. Rồi, mỗi đứa lấy một cái. Rút ra đi. Lấy cái nào? Rồi. Mở ra. Xem nào. Đâu, ra đây. À, em... mày đau đầu chứ mày đâu có đau mồm đâu mà mày. 1/2 muỗng. Ủa, nó ăn nửa cái muỗng này hả? Thôi, nói vậy. Người mở trước, được ăn trước. 1/2 muỗng, tôi cũng múc đúng 1/2 muỗng cho em Bin. Đây. Rồi, bây giờ sẽ đến lượt xác ướp Ai Cập. Đúng là trời cũng không phụ lòng người các bạn ạ. Sau một cú đập đầu và phải ăn may mắn thì bữa nay đã được 2 muỗng. Đúng 2 muỗng, còn lại thì nhanh về đi tắm nha. 2 muỗng sẽ rất là to, ăn thoải mái. Đây. Ủa, nhìn sát ướp bất cập lắm.
nhấm làm gì ấy hả? Đang đánh anh Vũ đây này, đau vãi tít. Bin vẽ không? Bên vẽ không? Đây, nắm vẽ ra. Rồi, vậy được ạ. Ô, Lan đột biến chọn chọn. Đây, bạn. Ô, Lan đột biến trầm chọn. Ô, Lan đột biến trầm chọn. Trầm chọn. Trầm trọng. Trầm trọng. Đấy, nói được trầm trọng rồi đây, nói lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của chúng mình. Đây cũng là một clip vui thôi. Nếu mà các bạn muốn quay thêm clip nào nữa, hãy nhắn tin cho mình nhé, hoặc là comment phía dưới. Nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Nấm Bi Channel. Chúc các bạn sẽ có những giây phút thật thoải mái bên gia đình và người thân. Nhớ giữ gìn sức khỏe qua đại dịch này nhé. Chào tạm biệt tất cả mọi người.